Đừng suy nghĩ nhiều đau đớn, đừng suy nghĩ nhiều đau đớn, bởi những lan man sẽ làm ta chi phối. Ước mơ càng rộng thì nghị lực càng đầy. Tập trung xây dựng những thứ ta đang có, tạo ra điều mới khác biệt từ chính ta. Và ta nói là tiền từ ước muốn phát đến khác bến với tiền từ công sức mình làm ra. Tiền lên và xuống, có mất thì ta mới có làm ra. Lúc có nhiều thì chẳng cần quan tâm, lúc chỉ còn vài xu dưới túi mày cũng thấy an tâm. Nên cứ bước tiếp cho gia đình có bức ép, lấy hết sức rồi phi thật nhanh, phi tới tương lai như là phantom. Ê, mấy thằng bạn không quan tâm khi mà tiền còn thiếu, chưa cần thiết phải lo tới những khoản nợ còn thiếu. Vì nó sống còn tâm và còn hiểu, nên nhiều lần vấp ngã không làm nó dần yếu. Với cuộc đời như một cuộc chơi, nếu mà không biết cách thì sẽ không bao giờ tới nơi. Và tao tin vào bản thân từ cái lúc tao mới chơi, cho nên tao cứ bước hiên ngang bất tới khi nào mà tới nơi. Cái là có đi, chăm chỉ làm việc